Chiều ngày 27 tháng 9, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên ngư dân bị thiệt hại do bão số 3 tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 1.000 quả phao HDPE, 1 triệu dòng giống cùng 30 chiếc thuyền HDPE do tập đoàn STP sản xuất nhằm hỗ trợ bà con phục hồi sản xuất, nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới. Bão số 3 đã gây thiệt hại gần 3.700 tỷ đồng cho ngành thủy sản Quảng Ninh. Tỉnh cũng đã có các giải pháp để hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản vay vốn tái sản xuất. Để hỗ trợ cho bà con, thì tỉnh Quảng Ninh cũng đã có hướng đến các cởi mở cho các chính sách về tín dụng, tức là làm việc với các ngân hàng để hỗ trợ cho bà con vay vốn với lãi suất hỗ trợ rất thấp, gần như về không. Và cái chính sách tín chấp, tức là có thể thế chấp bằng cái phương án sản xuất kinh doanh của mình để bà con tiếp cận nguồn vốn nhanh để thực hiện tái sản xuất. Là đơn vị đồng hành cùng ngư dân Quảng Ninh nhiều năm qua, STP Group đã có các sản phẩm hỗ trợ bà con có thể tìm lại tài sản bị trôi dạt do bão. Chúng tôi đã đưa thêm cái sản phẩm truy tìm được nguồn gốc và truy tìm được định vị vào trong lồng HDPE để giúp bà con nếu bị mất có thể tìm kiếm được. Điều thứ hai là chúng tôi đã cải tiến lên trên cái hệ thống sản xuất phao. Sắp tới thì chúng tôi sẽ nâng cấp cái thiết kế của sản phẩm phao để nuôi nhuyễn thể và trồng rong bằng cách là có tên các hộ dân, tên nổi, có tên các hộ dân, có tên các hợp tác xã để nếu trong quá trình chẳng may những cơn bão lớn như thế nữa diễn ra thì bà con có thể vẫn đi truy tìm được theo cái hồ sơ, hóa đơn, chứng từ mà chúng tôi đã xuất bán. Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến thăm hỏi động viên gia đình ngư dân bị thiệt hại về người do bão số 3. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến động viên bà con nuôi trồng thủy sản nhanh chóng vượt qua khó khăn, tiến tới phục hồi sản xuất.